Chúa cùng anh chị em. Và ở cùng cha. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. Lạy Chúa, vinh danh Chúa. Khi ấy, Chúa Giêsu trở về quê nhà, giảng dạy dân chúng trong hội đường. Họ bỡ ngỡ và nói rằng: bởi đâu ông này khôn ngoan và tài giỏi như thế? Ông không phải là con bác thợ mộc ư? Mẹ ông không phải là bà Maria và Giacôbê, Giuse, Simon và Giuđa không phải là anh em của ông sao? Và tất cả chị em của ông không phải ở nơi chúng ta đó sao? Vậy bởi đâu ông được mọi điều ấy như thế? Và họ lấy làm gai chướng về người. Nhưng Chúa Giêsu nói với họ: không có tiên tri nào được vinh dự nơi quê hương và nơi nhà mình. Và người không làm nhiều phép lạ tại đó, vì họ cứng lòng tin. Đó là lời Chúa. Lạy Chúa Kitô, lời khen Chúa. Kính thưa quý ông bà, quý anh chị em rất thân mến. Và ngày hôm nay con xin chia sẻ với quý ông bà một vài tâm tình trong cái ngày mà chúng ta gặp mặt, cũng như là để nhìn lên thánh cả Giuse trong đời sống lao động, để chúng ta làm sao sống cho thật là tốt. Và những gì Chúa ban cho chúng ta, đặc biệt trong cái thời đoạn này, chúng ta càng phải cảm ơn Chúa nhiều hơn. Tâm tình thứ nhất được khởi đi từ sách Sáng Thế. Ở trong bài đọc 1 chúng ta nghe: sau khi tạo dựng vạn vật muôn loài thì Thiên Chúa phán như thế này: chúng ta hãy dựng nên con người theo hình ảnh giống như ta, để chúng làm chủ cá biển, chim trời, dã thú khắp mặt đất. Và Ngài cho chúng ta thấy được chúng ta là hình ảnh của Thiên Chúa, và Chúa cho chúng ta được dựng nên giống hình ảnh của Ngài và làm chủ muôn loài muôn vật. Và cái điều hạnh phúc hơn đó là cho chúng ta được chia sẻ sự sống của Chúa, được hưởng cái hạnh phúc mà Chúa sẽ hứa ban cho chúng ta. Cho nên bây giờ con xin mời quý bạn chị em nghe lại cái đoạn trong sách Sáng Thế một chút xíu, để chúng ta thấy được rằng mình rất là hạnh phúc. Chúa phán với chúng ta rằng: hãy sinh sôi nảy nở cho nhiều mặt đất và thống trị nó, hãy bá chủ cá biển, chim trời và toàn thể sinh vật di chuyển trên mặt đất. Và Ngài ban cho chúng ta tất cả mọi sự để chúng ta làm chủ. Con xin dừng lại ở đây. Chúa ban cho chúng ta cái hạnh phúc để chúng ta làm chủ, chứ không làm nô lệ nhé. Làm chủ mọi sự ở trên mặt đất này. Và khi chúng ta được làm chủ, Chúa ban cho chúng ta có ý chí, có sự tự do, có sự khôn ngoan để chúng ta làm chủ nó. Nhiều khi chúng ta ngồi ta nghĩ, đúng là chúng ta được làm chủ, nhưng mà đôi khi đã làm chủ rồi, nhiều khi là còn bận hơn là nhân viên, công nhân, phải không cơ? Ngày xưa khi không có việc làm á, thì chúng ta ước mong là có việc. Tới khi có việc rồi chúng ta ước mong là làm sao có nhiều tiền, giàu có hơn. Rồi khi có tiền rồi chúng ta ước mong mình sẽ làm ông chủ, bà chủ, phải không cơ? Nhưng mà ở đây ai làm ông chủ, bà chủ? Giơ tay. Làm ông chủ, bà chủ rồi vất vả lắm, phải không cơ? Suốt ngày, thậm chí ngày Chủ nhật cũng không được nghỉ luôn. Có phải vậy không? Vất vả lắm. Và khi chúng ta đã làm chủ rồi thì chúng ta sẽ thấy mình đôi khi lại trở thành nô lệ. Nô lệ cho các công việc của mình đang làm, nô lệ cho các đồng tiền mà mình đang làm chủ. Nhiều khi mình nghĩ là ở năm nay thôi người ta không làm được, mình có cơ hội mình làm, cho nên làm ngày chưa đủ, tranh thủ làm đêm.
rồi làm trong tuần chưa đủ, ngày Chủ nhật làm luôn. Thế bỏ Chúa, không đi lễ, không chu toàn bổn phận của mình. Và như thế thì một cách nào đó chúng ta không còn làm chủ nữa. Đấy. Rồi đôi khi chúng ta ước mong là năm nay mình sẽ phải làm sao để cho con cái có đủ tiền ăn học, nhất là đi vào đại học. Rồi đi vào đại học phải lo cho nó một chiếc xe, phải không, để nó đi học. Rồi lo xe xong rồi mua cho nó cái điện thoại hoặc là cái máy vi tính để nó học. Và những cái ông chủ đó đó, nó làm cho chúng ta trở thành nô lệ, cuốn theo. Và chúng ta cứ cố gắng tìm những ông chủ đó, rồi cuối cùng chúng ta mất, mất cái thời gian, mất đi cái tương quan. Và như lúc nãy con chia sẻ, mất luôn cả cái thời gian để chăm sóc cho vợ chồng con cái của mình. Rất là nhiều cha mẹ khi mà lao đầu vào công việc rồi, không còn thời gian để chăm sóc cho gia đình, cho con cái nữa. Và nhiều khi chúng ta phó mặc cho nhà trường hoặc là cho bản thân các em, nghĩ rằng mình đã lo đủ tiền cho các em, cho con cái của mình rồi, cho nên mình an tâm, chưa đủ. Đấy. Cho nên nhiều khi chúng ta thấy mình được Chúa đặt làm chủ, nhưng mà nhiều khi mình lại trở thành nô lệ cho những cái điều đó. Và cái điều này đôi khi chúng ta không muốn đâu, nhưng mà bởi vì cái dòng đời và cái cuộc sống cũng như công việc làm cho chúng ta mất đi cái chủ đó, và làm cho chúng ta trở thành nô lệ cho những cái điều mà chúng ta không muốn. Đó là điều thứ nhất mà con muốn chia sẻ. Điều thứ hai, thưa quý bà anh chị em, Thiên Chúa tạo dựng con người và cho con người giống hình ảnh Chúa, và lao động là để giúp cho chúng ta hoàn thiện cuộc sống của mình hơn. Thiên Chúa sáng tạo từ ngày thứ nhất đến ngày thứ sáu, và ngày thứ bảy người nghỉ ngơi. Cho nên một trong những điều mà chúng ta cần phải quan tâm lưu ý đó là gì? Khi chúng ta làm việc, chúng ta đừng để chính bản thân của mình mất đi cái hình ảnh của Chúa nơi cuộc sống của chúng ta. Nhiều khi chúng ta làm nhiều lắm, nhưng mà nhiều khi chúng ta làm có những lúc không có chân chính. Và khi những lúc không chân chính như thế là chúng ta đang làm méo mó cái hình ảnh của Chúa trong chính cuộc đời của mình. Có thể chúng ta giàu có hơn, có thể chúng ta có đủ điều kiện hơn, nhưng mà cái hình ảnh của Chúa trong chính bản thân của chúng ta đã bị mất rồi. Không còn cái hình ảnh tốt đẹp của Chúa trong chính cuộc sống của chúng ta, chúng ta đã làm mất nó. Và như thế thì chúng ta thấy lao động đã không làm cho chúng ta hoàn thiện bản thân mình, mà làm cho chúng ta mất đi cái hình ảnh và cái tương quan tốt giữa chúng ta với Chúa và với tha nhân. Và vì thế thì cái điều đó chắc chắn rằng chúng ta không phải là cái điều mà chúng ta mong muốn, và giáo hội cũng không mong muốn chúng ta cái điều đó. Và điều thứ ba, khi mà kỹ thuật phát triển rồi mọi thứ ngày càng văn minh, thì nhiều khi chúng ta rất dễ sử dụng những cái phương tiện mà Chúa ban để đánh mất những cái tương quan mà chúng ta đang có. Khi Chúa ban cho chúng ta làm chủ, không phải là làm chủ tất cả những gì chúng ta muốn là chúng ta được, nhưng khi chúng ta làm chủ và biết sử dụng những phương tiện Chúa ban, thì chúng ta phải có một cái tương quan càng ngày càng rộng rãi với tất cả anh chị em của mình. Nhiều khi chúng ta thấy bây giờ chúng ta sử dụng những cái phương tiện Chúa ban rất là dễ dàng, cho nên những cái dịp gặp mặt này là những cái cơ hội chúng ta biết đến với nhau và hiểu nhau nhiều hơn. Rồi những cái dịp mà người thân của chúng ta qua đời, đôi khi chúng ta bận công việc, chúng ta chỉ nhắn tin gửi cho nhau một cái rồi không có đến gặp nhau. Và như con đã chia sẻ với cô bạn chị em, những cái dịp đồng hương này là những dịp mà chúng ta nên gặp nhau để chúng ta biết đến nhau. Nhiều khi một người nằm xuống, một người qua đời, chúng ta cũng không biết họ là ai, chúng ta cũng chẳng biết họ có tương quan với mình như thế nào. Ồ thôi, nhắn một lời tin là xong. Chúng ta nghĩ là như thế, nhưng mà những cái dịp này chúng ta gặp nhau, chúng ta phải hiểu nhau và biết nhau và giúp nhau nhiều hơn nữa. Đấy, cho nên khi mà chúng ta đã lao đầu công việc, chúng ta rất dễ không còn thời gian dành cho nhau và mất đi những cái tương quan cần thiết đó.
Và một điều nữa là gì? Khi chúng ta làm việc, chúng ta rất dễ mất thời gian và sẽ không còn thời gian để dành cho Chúa nữa. Ở đây của chúng ta có bao nhiêu gia đình là sau khi làm việc rồi, chúng ta có thời gian buổi tối ngồi lại với nhau đọc kinh cầu nguyện? Chắc là ít lắm. Chúng ta lo, nhất là làm nghề giá nữa thì đêm thức, tối thức để mà dội nước phải không cơ? Cho nên là nhiều khi chúng ta không còn thời gian để mà vợ chồng quy tụ với nhau đọc kinh. Ngày hôm nay chúng ta thấy đầu lễ có 4-5 thầy mà đồng hương của chúng ta đông lắm, thì không biết mà mai mốt được bao nhiêu người đi tu nữa. Mới ngày hôm qua chúng ta cầu nguyện cho ơn gọi làm linh mục tu sĩ, mà chúng ta nơi các gia đình không đạo đức, không xuất sắc, làm việc mà cứ cố gắng tranh thủ làm đêm luôn, thì làm sao mà hỏi là đồng hương của chúng ta có thêm linh mục, có thêm tu sĩ, có thêm những người hy sinh dấn thân phục vụ cho giáo hội? Không có đâu. Phải có sự hy sinh. Mẹ con ngồi đây nè, con vẫn nói với mọi người, một mình con đi tu là cả nhà đi tu đấy, phải không? Và hy sinh nhiều lắm, và chấp nhận bỏ nhiều lắm thì mới được. Cho nên là chúng ta cứ nói là không có các cha về dâng lễ, rồi các thầy, các sớ ít quá, nhưng mà chính mình không có quảng đại, không hy sinh, không cố gắng để cầu nguyện và làm gương cho con cháu mình, thì làm sao mà có người đi tu dâng hiến để phục vụ? Có người lao động tay chân, nhưng cũng phải có người lao động trí óc. Có người hy sinh làm việc gia đình, cũng có người hy sinh làm việc cho giáo hội, phải không cơ? Tất cả phải như vậy. Thì chúng ta phải có những cái tinh thần, có những cái thời gian dành cho nhau. Và chính những thời gian dành cho nhau như thế, chúng ta sẽ thấy được rằng mình có xa nhà, có xa quê, thì bây giờ có Chúa ở cùng vẫn là trên hết và có tất cả. Đấy, ngày hôm nay Chúa mời gọi chúng ta làm chủ thế giới, làm chủ công việc và làm chủ tất cả những gì Chúa đã dựng nên và ban cho chúng ta. Ngày lễ Thánh Giuse lao động là cơ hội để chúng ta nhìn lại cái địa vị làm chủ của mình như thế, để chúng ta hãy sống sao cho trọn vẹn ơn gọi làm con của Chúa và những gì Chúa đã thương ban cho chúng ta. Có như thế thì tiền bạc của cải chúng ta làm ra là để phục vụ cho nhu cầu và mục đích tốt lành thánh thiện của mình. Và như thế thì mỗi ngày chúng ta sẽ hoàn thiện hơn và trưởng thành hơn trong ơn gọi làm con của Chúa. Và chắc chắn rằng những gì chúng ta chạy đến với Chúa cầu xin với tất cả tâm thành của mình thì Chúa sẽ chúc lành và ban cho chúng ta. Ước gì quý đồng hương chúng ta hãy học lấy những tinh thần và những bài học mà hôm nay con chia sẻ với quý bạn chị em, để chúng ta có sống là sống cho Chúa, và chúng ta có làm việc tất cả vì danh Thánh Chúa. Chúa Giêsu đã không ngừng mời gọi chúng ta không chỉ tìm kiếm những của ăn hư nát nơi trần thế này, mà chúng ta còn phải tìm kiếm những của ở trên trời. Đó mới là sự sống trường tồn của chúng ta. Chúng ta hãy học nơi Thánh cả Giuse là đứng bảo trợ đồng hương và các gia đình chúng ta, để rồi khi lao động chúng ta nhớ đến Chúa, và khi chúng ta có làm việc chúng ta cũng hãy biết tạ ơn Chúa. Vì như lời Thánh Phaolô tông đồ mời gọi chúng ta hãy sống tâm tình tạ ơn đó trong mọi hoàn cảnh, thì chúng ta mới trở nên con của Chúa và là những công dân hữu ích cho nước trời mai sau. Amen.